Anh Park Hyun-soo sống trong một căn phòng siêu nhỏ không cửa sổ ở thủ đô Seoul đã 10 năm qua. Mỗi ngày anh đi làm 2 ca đến tận đêm khuya và dè sẻn từng xu để dồn tiền đặt cọc thuê một căn phòng rộng rãi hơn. Nhưng mọi nỗ lực đã thành công cốc khi anh bị đuổi khỏi nơi ở mới và bị lừa mất trắng tiền cọc bởi người cho thuê nhà không phải chủ căn hộ. Lẽ dĩ nhiên, người chủ thực sự cũng không thể trả anh khoản tiền cọc trị giá gần 100 triệu won, tức là hơn 1,8 tỷ đồng Việt Nam. Sau khi bị lừa, giấc mơ sở hữu một căn nhà của tôi đã tan biến. Tôi chán nản đến mức còn chẳng dám nghĩ tới việc lập gia đình và sinh con. Anh Park là một trong hàng chục nghìn nạn nhân của John C, mô hình cho thuê bất động sản tồn tại từ lâu đời tại Hàn Quốc. Hình thức này yêu cầu người thuê phải trả trước số tiền đặt cọc khổng lồ lên tới hàng trăm triệu won, tương đương 50-70% giá trị bất động sản. Đến khi hết thời hạn thuê nhà theo hợp đồng, họ sẽ nhận lại nguyên khoản tiền cọc. Đây thực tế là hình thức để chủ sở hữu bất động sản có thể tiếp cận lượng lớn tiền mặt không lãi suất để đầu tư, trong khi người thuê được nhà ở miễn phí với tiền cọc làm đảm bảo. Nghe thì hấp dẫn, nhưng mô hình này đã biến tướng thành chiếc bẫy ngọt ngào khi cảnh sát đã ghi nhận số tiền thiệt hại từ lừa đảo John C mỗi năm lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn nạn nhân là những người trẻ dưới 30 tuổi. Nhiều người còn tuyệt vọng tới mức tự kết liễu cuộc sống để thoát nợ vay ngân hàng. Năm ngoái, Hàn Quốc đã thông qua một dự luật hỗ trợ người bị lừa, trong đó cung cấp các khoản vay không lãi suất có thể được hoàn trả trong vòng 20 năm. Dù vậy, các nạn nhân cho rằng họ đáng ra không cần phải hoàn trả các khoản vay cho đến khi những kẻ lừa đảo bị bắt giữ. Nói rằng người trẻ phải dành 20 năm cuộc đời cày cuốc để trả tiền bị mất vì các hình thức lừa đảo như thế này khiến chúng tôi cảm thấy như bị dồn tới đường cùng. Tôi nghĩ rằng cách duy nhất để đẩy lùi kiểu lừa đảo John C là kêu gọi chính phủ can thiệp trực tiếp. Mô hình John C nên được thay thế bằng các loại quỹ khác, cho phép người thuê nhà đặt cọc một cách an toàn. Tôi cho rằng một mô hình mà người thuê phải đưa một khoản tiền quá lớn cho một chủ nhà xa lạ, chỉ biết nhau qua môi giới bất động sản thì không nên tồn tại. Trong tuần này, Quốc hội Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu về dự luật cho phép chính phủ chi trả cho người thuê nhà số tiền cọc bị mất do lừa đảo. Tuy nhiên, đã có những lo ngại về chi phí dành cho việc này, trong khi Bộ Đất đai của nước này cũng cho rằng những người thuê nhà cũng phải chịu trách nhiệm khi ký hợp đồng nhanh chóng mà không xem xét một cách cẩn trọng.